Yo, xin chào bạn đã quay trở lại với Hi Hai và Dung ơi. Ok, thì hôm nay mình sẽ chơi pizza. What? Cái gì vậy? Hôm nay chơi pizza cái gì nữa? Ngày hôm nay chúng ta phải chơi. Nè. Chúng này. Nhiều lúc giả vờ ngầu hơn nha mọi người. Wow. Thì hôm nay có cái thùng này sẽ cho chúng ta có một cái vài đồ cho con mèo nằm mới nay nữa các bạn. Có cái thùng này với lại một cái thùng đó đằng nay nữa. Là chúng ta có hai cái thùng. Đó. Trong đây thì bữa mình có khui ra, mình có coi nè. Thì trong đây là những cái đồ mà để cho chơi mấy cái đồ cắt chi cho mấy đồ mà để chơi cái đồ mà con mèo nó leo á. Ừ, thì hôm nay chúng ta sẽ ráp cái bộ này. Các bạn hãy để lại comment bên dưới là lấy lại công bằng cho Jimmy chơi pizza. Ô bình cái này ra. Ô bình lấy gì vậy? Chúng ta sẽ mở cái hộp này ra. Ok, giỏi. À, cái này nó bị rụng từ lưa á, mình không nên lấy ở chỗ khác hiểu không? Nó bị rụng hả? Wow, màu tím. Mình nấu mà nó quỷ búp bi. Ủa, nó quay búp bi màu xanh lá mà. Cái này là con mèo nhảy lên đây nè. Nè, cầm cái coi. Nhiều quá. Người thông minh có lối đi riêng. Ok. Ok, được. Đây. Mèo, chị... chơi này mèo. Mèo ơi. Dở quá ta. Rồi, bây giờ chụp nha. Lấy tay chụp. Cái tay. Mèo. Trời ơi. Rồi, tôi đi lấy cây đồ này cái đã. Rồi, chơi này mèo ơi. Con mèo thường nó làm cái gì nè? Dòng chó. Dễ thương không? Dễ thương. Giống trẻ trâu quá đi. À, ai cũng ăn giúp mình cả. Mình buồn quá. Mình sai rồi các bạn à. Với một cái mẫu thiết kế như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ cố ý đúng không? Cố tình chứ không có ý. Buồn. Như thế này, ở trên đây là có một con mèo. Bây giờ chúng ta sẽ gắp cái cục đó vô cái cục đó đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy tiếp tục là cái cây này gắn vô cái cây này. Đó, trên hình là như thế. Thấy không mọi người? Mình giá tay một cái một là xong liền. Ok, nó sẽ là cái cây này và cái cây này. Tại vì ở đây nó có hai cái cây. Ủa, hết cây màu hồng hả? Đi hỏi đâu, đưa đây. Nè, ở trên đây sẽ là cái cây hồng nhỏ hơn và cái cây hồng bự. Hồng bự nè. Ừ, còn cái hồng nhỏ bên bển rồi. Ừ, ok. Đó. Mình ra tay rồi còn cãi mình nữa, tức thiệt chứ. Ủa, giờ có đó sao biết được nè, ở đây nè, ông nội. Đó, nhắn cái đó vô, nhăn lên. Miếng đúng vậy nó nằm như này. Có miếng này không? Màu hồng. Hả? Có miếng này hơi hồng hồng. Nhưng mà này có cái lỗ không? Ủa vậy sao chọc được cái cầu thang vô? Có hai cái lỗ này nè, nhưng mà không biết chọc cách nào từ từ. À hiểu rồi. Đưa cây màu tím kia coi. Bà hai. Nè. Cầm hoài. Dím hoài. Vô. Đừng nào. Mọi người thấy mình giỏi không? Hơi bị giỏi. Rồi, thì ở đây nó có hai cái này. Thì nó sẽ... Ê. Đó, ở dưới này có hai cái lỗ rồi các bạn. Chúng ta có thể làm như này nha. Xong rồi. Chúng ta bắt cái ốc vô đó hả? Vô đây vậy. Đó, thấy mà hông không cơ. Đó, nó vậy nè các bạn. Đó. Mà, nó là con ốc nào? Chúng ta cần một con ốc hợp lý nè. Này nè. Đó, đúng rồi, chuẩn luôn. Đâu từ tôi coi giùm. Đừng có quậy ngoi. Mà quậy hoài vậy. Có ai thấy mình quậy không? Không có nha. Không thôi mình buồn lắm đó. Ok, thì mình đã cuối cùng cũng mò ra được. Nó được lên tới này rồi các bạn. Mò rất là cực khổ luôn đó. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái đó. Không phải miếng màu tím bự đúng rồi, đó. Mình sẽ đưa cái miếng bự này lên. Đó. Hợp lý chưa? Ủa sao vậy giờ? Sao mình nhét được mấy kia? Đừng sâu quá nha. To, gà. Nhưng nó chỉ là cầu nói thôi đó. Ê! Đâu đập? Tôi không tin ông nữa. Chuẩn luôn, theo như tưởng dự đoán.
Đó. Và cái này nó phải nằm bên đây. Đồ gai dâm. Tháo con ốc này ra. Ừ, tháo ra đi. Nó lại ốc lên luôn. Đó, nó phải nằm đây nè. Bạn đi ngủ nhé. Bye. Cốt đi, ai quay đâu mình mua rồi, nó nói. Ok, như vậy là tụi tôi đã hoàn thành xong được cái cách chi bự và cao hơn cả Jimmy luôn, cao hơn tôi luôn. Đó, thì các bạn ơi, cái số của mình xui sao tối ngày ráp mấy cái đồ này là mà không bao giờ có được cái bản hướng dẫn hết á. Bây giờ chúng ta qua con này, nó rất là hợp với Jimmy. Tại vì nó là một con bò sữa. Ui, cái này có bản hướng dẫn kìa. Còn cái khó thì không có, mà cái dễ thì có ha. Cái này mình cũng không cần coi, mình đủ biết rồi đó. 40ml, bơ là 30ml hả? Ừ, được. Xoay đều. Xoay đều những dòng xoay. Vô. Đó rồi, mình phải giúp. Tính như chúng ta có hai cây thiệt á mọi người, có cây nó khác nhau á, sai nữa hiểu không? Trời ơi, Jimmy này tưởng cao cái gì, Jimmy này lùn sủng nè, nó lùn sủng à. Trời tôi nha, hay vô vô Jimmy nè các bạn. Dạ, đánh hơi đau nha. Jimmy nè. Ơi, cái này nó bị cứng á. Ủa, bạn hay lắm mà, kỳ vậy. Đồ ốc khá rồi. Làm được không? Khó, cái này nó bị dày ấy, rõ ràng luôn. Như nhau thôi. Đâu, tôi coi coi. Bò này đúng lùn luôn. Thì mà ý là ban đầu là tưởng nó cao tầm thế này. Chờ xin chân nhắn, em co làm sao. Em chẳng sao hở đâu mà em chết ở ào. Mấy bạn thấy Jimmy của tay không? Có ai thích bò sữa giống mình không? Mình rất là thích bò sữa tại vì mình rồi, rất là okay, thích bò sữa. Xuống. Không. Xuống giờ đem lên nè. Không. Chúng ta đã xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đem lên phòng mèo các bạn. Wow. Bây giờ đem cái này nó có vấn đề. Đi xuống. Rồi cởi cửa bò lên lầu đi. Rồi để lên lầu đi. Sau khi lên lầu chúng ta sẽ quay tiếp. Trời ơi, các bạn coi tụi nó kìa. Khi mà tụi nó nghe tiếng ba chơi là tụi nó ghiền. Đi ăn đi, coi kìa, coi cá rồi, coi cá. Đây là ba chén của ba đứa, ba con mèo của mình các bạn. Còn đây là nó coi hiểm. Tôm, ở đâu? Cua, cá, sứa là ba con thì sẽ là ba hũ. Thì hũ này của sữa hả? Vị sữa. Ba tê bị sữa. Đó là một súp. Đây là các bạn. Nó là cái súp. Nó trong đây nó có thịt gà và thanh cua, với lại nó có thêm sữa hay gì đó. Một món combo quá là hấp dẫn luôn. Các bạn thấy không? Còn sữa là bây giờ nó ham ăn nhất nhà luôn rồi các bạn. Đó, hay đoạn. Bạn thấy chưa? Kìa, các bạn nhìn kìa. Đó. Đó, ai lên đi cũng thấy gì rồi. Đó, được rồi. Bây giờ thì các bạn chuẩn bị coi một màn chuẩn bị chạy vào ăn nào. Dạ ăn nha, không sợ. Lần đầu đỏ chắc chi hay gì đó cũng sợ mọi người. Mỗi lần có thay đổi gì trong bên trong cái phòng này là bắt đầu con cá nó đều sợ bạn, nó có vẻ nhét. Ôi ôi. Đỏ chưa. Con sứa dành ăn của con cua đi mất tiêu. Kỳ quá vậy. Chén của người ta thì ăn trên chén này đúng không? Thì ăn chén này thôi, dội vô đây. Rồi cá buồn cá đi luôn. Cá ơi. No, chắc là nó đang no. Chỉ có con sứa là nó ham ăn nhất cái nhà này thôi. Nên vì thế đa phần đồ ăn ba tê ra là nó là người ăn đầu tiên không à. Dù quá, dù cái chén của nó còn, nó vẫn ăn chén người ta xong, nó ăn chén nó. Đúng rồi, nó rất là ăn gì, nó rất là điểm thúi. Nè, hồi nãy chén nó ở giữa mà, giờ nó qua nó ăn chén cua cá. Cua vãi cái này lắm này nghe. Nó ăn chén của tôm. Đó, cua rất thích ngồi trên đây các bạn, tại vì nó đây là cái máy lọc mùi á. Thì trên này nó có gió thổi lên á, thì cua rất thích nằm ngay đó. Để gió thổi lên nó. Để coi nó không biết nó có làm quen cái này không. Cái này ta phải để đây chứ.
Cua. Cua. Cái này nó tiếng nói nè. Đồng chí tình cua. Hơ gầy. Vô. Đồng chí tình cua. Hơ gầy. Rồi xong luôn. Chạy ra đi. Nè bé ơi, bé yêu của mẹ. Dễ thương không? Vừa mới có một cuộc ẩu đả rất lớn tại đây mọi người. Con này nó nhảy lên cái này, xong cái này lọt xuống bùm một phát đụng vô cái chén này. Nè, dễ thương này. Nè, nè, bữa tôi với Udon chơi vậy nữa nè. Chiều cô đây coi nó nha. Cô béo. Cô béo. Nó còn lúc nào nè, nè, nè. Hồi bữa nó cũng đầu nó ra, nó bắt, nó đánh luôn. Con quỷ này nè, nó dùng một cú là ghê. Đó là nó bắt đầu chạy lên trên chung rồi nè. Thôi con sứa thôi bị cay nha, nãy giờ tao ở dưới thì mày làm ở trên. Sao người ta chạy lên trên thì mày lại làm ở dưới. Qua đây, qua đây. Bắt cua, bắt cua, bắt cua, bắt cua. Wow, wow, wow kìa. Mặt dễ con với chung gia đình luôn. Nhìn nó mấy bạn có tưởng là mèo cá không? Chứ mình tưởng mèo cái không á. Chạy lên trên đi. Nè. Con gái. Con gái, nhưng thật ra là con trai. Ui. Hiền già thường nào cũng vậy á, đợi mình hết cầm thì nó mới dục xuống cho mọi người. Nói gì cua. Chơi, khỏi ai chơi. Đó, đè đậu con cá. Con ơi, cho con nè. Rồi, đi vệ sinh luôn. Đi, bắt được rồi. Đi vệ sinh luôn. Đừng, người ta đi vệ sinh mà đừng có ghẹo người ta. Cua đang xuống kìa các bạn. Nè nó nhảy xuống cái hồ trùng nè. Thì bây giờ ở đây nó có một cái máy chơi tự động dành cho mèo. Đó các bạn thấy không? Đó nó UFO. Mình không biết là nó có thì nha, nó là đồ để sạc các bạn. Ok, để mình coi thử coi nó sẽ inbox ra để mình hôm nay có nhiều đồ mình order bên Trung Quốc các bạn. Bên Trung về. Chào ơi. Công gian sắp đất rồi. Cua cắn. Cua nó ghét với cái lồng rụt trước mặt nó. Đất cua rồi. Và đây là cái máy chơi của nó các bạn. Nó bắt đầu nó chơi đó, Diễm My đừng chơi đó. Ôi cái mặt nó nè. Mè đó. Cá lỡ trầm cảm rồi. Cái hồn quá nó ghét lắm, nó ghét ai cái hồn nó cá được thì ghét luôn. Đó, đợi chưa, coi chưa. Nào kiểu này em đang thấy mệt không con? Bố nằm kiểu kia dễ dàng ngon á. Đó, xì ba chăm sóc da mặt. Thả bữa cũng chăm sóc gì mà con cá nó giận mình luôn mọi người. Đi ha. Giận luôn. Tới hôm nay nó vẫn giận mình. Không biết sợ. Con này thề là nó đúng dạng luôn á mọi người. Nó không sợ, giờ mình làm gì nó cũng không sợ mình á. Anh người yêu. Nè con ruột nè. Con ruột. Đây là baby. Còn đây là anh người yêu. Mình là cực kỳ thương nó luôn. Mình rất là thợ với bạn. Mình rất là thương nó. Tại vì nó không có kiểu mà thích nghi được với chỗ sống mới hả mọi người. Chứ dạng như là hồi đó cá là ở bên nước ngoài người ta nuôi là theo kiểu mà dạng à. Nhốt chùa á, mở đứa lòng. Nên là khi mà nó về đây nó không thích nghi được với cái việc mà phải sống chung với mấy cái con động vật này. Giờ giống như là kiểu mà sống chung nhiều quá mọi người. Là một thời gian dài cá và cua lúc nào cũng đánh nhau luôn á nha. Nó còn cho hay mình mấy hình như cái đó cũng là để hút lóc hút bụi gì luôn á. Để lao luôn á. Hiện nay chúng ta có mấy cái gói lọc để chùi mấy cái bụi rồi các bạn. Ở đây nó cho mình mấy cái.
không chết em. Được cơ. Ê nè, không sao không sao không sao, rồi cứu vô. U dễ thương quá ta. Ờ dễ thương quá cha, có một em bé ngủ ngủ quan tâm cái đó mà con cua nó dành. Cua dành nó không chờ, tại nó không thích kiếm chuyện. Giống như là đồ của nó sẽ là đồ của nó, nhưng mà đồ của con cua sẽ là đồ của con cua. Vậy đó. Ta không đụng mày nhưng mày đừng đụng tao. Đó, anh em hiểu không? Viên hồ, viên hồ. Viên hồ chợ lớn, anh đâu sợ. Người đàn ông béo nhất nhà, dễ giận nhất nhà. Còn đây, người đàn ông ham ăn nhất nhà. Dễ trâu, đó dễ trâu mày. Đây, người đàn ông điềm tĩnh. Mất mày. Đây, boy lạnh lùng mọi người. Boy lạnh lùng. Boy lạnh lùng cần tìm người yêu. Boy béo phì khỉa trâu cần tìm vợ. Ai cứ liên hệ cô cô. Đây, boy ham ăn cần người người góp gạo mọi người. Giả luôn. Cái clip này đến đây thôi, các bạn thấy rồi đó. Các bạn muốn mình quay thêm nhiều clip về phòng mèo của tụi mình nữa thì hãy comment lại nha. Thì phòng mèo của mình sau khi cái lần trước các bạn coi video mình trước xứa về á, thì bây giờ nó đã khác hơn rất là nhiều rồi. Mình đã gắn thêm nhiều thứ hơn và mình mua thêm nhiều thứ hơn nữa. Có cả thêm cái chuồng này nữa nè. Các bạn thấy không? Anh người yêu. Có cả thêm cái chuồng này nữa để cho những con mới sau này có mua thêm vài con cái nữa các bạn. Thì mình sẽ để tụi nó trong đây để cho tụi nó phối với nhau. Nên vì thế mình sẽ đã mua thêm cái này. Thôi được rồi. Bây giờ thì bây giờ thì sao? Tiếp. Hả? Bây giờ thì sao? Bây giờ thì giống bữa đi mà, năn nỉ. Rồi giờ lần này là năn nỉ chứ nè. Không chịu rồi, thôi hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.